Ở cái công ty này, ai ai cũng phải nghiêng mình trước chị Mai, không phải vì tài năng xuất chúng hay sự tận tụy trong công việc, mà là bởi cái sự tài tình trong việc tò te, tí tò te của chị. Chào mọi người, mình là Như, đồng nghiệp của chị Mai. Mình xin phép được tóm lược về lịch sử công sở của chị Mai. Chị gái sinh năm 92 cộng 3, với nhan sắc mặn mà, lúc nào cũng tự hào về việc xoay tua giữa các mối tình công sở của mình mà không hề giấu giếm. Ngay từ lúc mới bước vào công ty, chị đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng không phải bởi vì sự thông minh hay là duyên dáng, mà vì chị gái vận hành những mối quan hệ tình ái của mình một cách trơn tru. Cứ mắc ở đâu là chị gái tra dầu vào đấy Các bạn thấy oai như cốc khấm chưa Chị Mai có tuyệt vời không Quá tuyệt vời đi Nhưng mà là tuyệt vời với mấy đứa tư tưởng đạo đức yếu thôi nha Mỗi sáng của chị Mai là việc được chồng chở đến công ty Trên con xe mô tô đời cũ Nhìn cái cách chị ôm chặt lấy chồng Hôn tạm biệt một cách nồng nàn Trước cổng công ty Mà ai cũng phải suýt xoa Eo ơi eo ơi, mê mà mê sản hồn Vì sự giả tạo này luôn á trời chị mai luôn giữ chồng mình trong vòng tay như thể anh là tình yêu duy nhất của đời chị nhưng chỉ khi cánh cổng công ty vừa khép lại sau lưng thì bộ mặt thật của chị mới lộ diện Chuyện hay ở đây nè các quý vị, ấm ba la cánh cửa ngoại tình mở ra, ngay trước cửa công ty anh bảo vệ tên Vũ, nhỏ hơn chị 5 tuổi đã đứng chờ sẵn với bữa sáng mà anh chuẩn bị riêng cho chị. Bé yêu của anh hôm nay đi làm mặt xinh quá trời, làm việc hiệu quả nha, anh yêu bé, đêm mai lại gặp nhau nha, nhớ bé lắm rồi đó. Bên cạnh việc nhận đồ ăn sáng, chị Mai còn không ngờ ngại cầm tay, nắm chân anh Vũ bảo vệ, với ánh mắt đầy tình tứ, chó nhìn muốn nôn, mèo nhìn muốn mửa rồi thốt lên, nởm này khen người ta hoài Người ta mặc đẹp để cho Vũ ngắm đấy Đêm mai nhớ phải làm cho người ta vui hết nấc Người ta mới chịu đó Cái cách mà chị ân cần Triều mến với anh bảo vệ Khiến người ta không thể không so sánh Với cảnh chị ôm hôn chồng mình Chỉ vài phút trước đó Chỉ có thể kêu lên Kinh hãi vô cùng tận, chị Mai tuyệt vời quá, cảm xúc xoay vòng quá, ớn lạnh với sự hãm cành gạch của chị. Nhưng câu chuyện dừng ở đó thì có gì là hay đúng không? Mọi người nghĩ sao mà chị Mai có thể bỏ qua được những người khôi ngô tuấn tú ở bên trong công ty? Đẹp trai thì không thiếu, chị Mai cũng xin nhẹ, mỗi bên một anh và anh Hưng với anh Alex đã trúng số làm bồ thứ ba và thứ tư của chị Mai. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, là anh Hưng đã nhanh nhẩu đến phút lưng chị Mai một cái, ghế nhẹ vào tay nói những lời như chó rủa. Oan oan giữa văn phòng Hôm nay ngon xin yêu của anh lại ngon thêm tí Cứ thế này khéo phải nghỉ giữa vợ nhà vệ sinh luôn mất thôi Khó chịu vô cùng bé ạ à. Nhìn hai con người còn vuốt qua vuốt lại nhau như vậy Mình thật sự tự hỏi là họ có bao nhiêu phần đùi ươi trong người Chứ không có người nào mà thiếu duyên và vô liêm sỉ như thế hết Trông ớn dễ sợ luôn ấy Cả công ty mình thì ai cũng nhìn thấy cả Nhưng chuyện người ta có phải chuyện mình đâu Bàn tán thì bàn tán thoải mái Nhưng bỏ sen vào thì ai cũng chê hết trơn á Dính vào ổ rận, rận nó lại cắn vào tay cho thì khổ mọi người nghĩ rằng đã dừng lại rồi hả? No, còn anh Alex, điển trai, mét 82, body như vượng xấu muối nữa. Anh Alex có vẻ là người phục vụ chị Mai tốt nhất. Chị Mai niềm nở nhắc về chuyện tò tí te với anh Alex lắm nha. Nghe chừng ưng quá trời rồi. Chị Mai nhiều khi đi làm còn không coi công ty là công ty, mà là công viên của những con khỉ đột như chị hẹn hò, cười đùa, thậm chí công khai việc ngoại tình như thế đó là một phần tất yếu trong cuộc sống hào nhoáng của mình. Điều đáng nói là chị Mai còn tự hào về việc này, đến mức khoe khoang khắp nơi, cứ gặp chúng mình là lại tuyên truyền tư tưởng bẩn thiểu. Các em ạ. À, đời còn dài, trai còn nhiều, cái gì mà khiến mình vui vẻ hài lòng sung sướng đến đỉnh nóc kịch trần thì mình làm các em có yêu vài ba người nữa cũng chẳng sao đâu miễn là yêu thật lòng chị là chị khuyên thật trải nghiệm với nhiều người vào như chị đây nè chẳng sướng như tiên hả dạy mới yêu một thằng em ạ chân thành quá để đổi lại được gì đâu vâng chị là nhất cái tư tưởng của chị khéo vứt cho con chi hu hu nó còn chê không nuốt cái chứ ngao ngán thật sự với việc xây tua giữa ba anh chàng trong công ty đương nhiên là sẽ xảy ra những mâu thuẫn rồi ngày hôm đấy hai anh alex với anh hưng đều muốn mời chị mai đi ăn trưa rồi đòi đưa luôn khổ nỗi chị mai chưa quyết định đi với ai chỉ vẫn đang suy nghĩ thì hai người kia đã cãi nhau ôm sờm cứ tao yêu mai hơn mày mày là cái thá gì rồi còn tỏ ra là mình rất chân thành nữa nghe mà buồn ẻ ngang á mọi người ai đời toàn tiểu tứ tiểu tam hơn thua vì gái có chồng khiến không khí trong công ty trở nên hỗn loạn còn chị mai vẫn rất thản nhiên tự hào về cái sự thanh thế của mình kiểu chúng mày thấy chưa tao được trai thành uh, trai giành giật đấy mẹ ngoài cái ngon à thôi cái đó ra thì còn cái gì tự hào mà khoe gớm vậy Ban lãnh đạo công ty nhiều lần chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng cũng phải gọi chị Mai lên để nhắc nhở và cảnh cáo về hành vi không phù hợp của chị tại nơi làm việc. Cứ nghĩ rằng chị Mai sẽ phải dè chừng lại, ít nhất là để giữ hình ảnh và công việc của mình. Nhưng mọi người ơi, mình quên mất, chị Mai có 7 phần đùi ươi còn 3 phần người thôi, nên không nghĩ nhiều được như vậy. Chị Mai tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, chị tuyên bố thẳng thường trước mặt ban lãnh đạo, đây là việc cá nhân của tôi, công ty không có quyền can thiệp. Oh wow, chị thật là mạnh mẽ chị Mai quá tuyệt vời. Trước sự ngu hết nói nổi của chị thì ban lãnh đạo công ty quyết định im lặng, âm thầm thu thập chứng cứ. Họ mở một cuộc điều tra nội bộ, tìm kiếm bằng chứng về việc chị Mai đã lợi dụng vị trí của mình để trục lợi cá nhân và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Những câu chuyện về việc chị Mai sử dụng quyền lực để ưu ái cho các bạn tình trong công việc, thậm chí là gian lận trong các dự án. Đời này coi như bỏ rồi chị ơi, chị hết vui vui vẻ vẻ nha chị. Một ngày nắng đẹp trời, ban lãnh đạo tổ chức, một buổi họp toàn công ty, công khai tất cả các chứng cứ trước mặt mọi người. Chị Mai có chốn đằng trời nữa không? Anh sếp mình đó cũng ghét cái thái độ của chị nên âm thầm tuồn hết thông tin về cho gia đình chị luôn. Nghiệp đến đỡ không kịp, chồng chị sau khi biết được sự thật đã đệ đơn ly hôn ngay lập tức. Các anh trai không muốn mất việc hay là vào blacklist của công ty nên xin phép từ bỏ tình yêu mà chạy trước con chem chép cũng chỉ là con chem chép thôi chị mai phải rời khỏi công ty trong sự nhục nhã không còn ai để tự hào về thành tích ngoại tình của mình nghe đâu giờ chuyển hướng đi làm đúng với nghề của mình rồi mỗi ngày một anh có khi mấy anh liền nghe nói làm ăn cũng không được lắm vì khách chê hàng không ngon đi bán mà còn chẳng ai muốn mua là mọi người hiểu rồi đó chúc chị mai một đời an nhiên hả dạ quá người như chị mà sống hạnh phúc á thì xã hội này có mà loạn mất phải nghiệp quật như thế mới đã cái nư về ra mắt nhà người yêu vô tình nhặt được bí kíp luôn mọi người Hóa ra anh trai của Hoa Cô người yêu bé bỏng của tôi Lại chính là em gái ruột của sếp Kể sơ tí thì tôi năm nay 27 tuổi Trước giờ làm công ty bảo hiểm Tôi mới vừa đổi công ty và xin được vào vị trí then chốt Ở một ngân hàng lớn của thành phố Cứ nghĩ cấm cọc trụ hình ở nơi đây Công việc yên ổn thì cũng tính đến đường lấy vợ đi là vừa Nào ngờ về ra mắt nhà em Thì mới biết anh sếp mà mình kính nể Lại là anh trai người yêu mình Mới nghe tới đó chắc mấy ông nghĩ đợi tôi lên hương rồi chứ gì Được quý nhân phụ trợ anh vợ chống lưng rồi đó Nhưng mà không hề đâu nha mấy cha Sếp tôi là người bộc trực công tư phân minh lắm luôn Nên tháng vừa rồi nè Vừa đặt target xong á là anh mời cả phòng đi quẩy Nhậu sau tăng một anh lên kế hoạch cho tăng hai liền Mà tăng này nó lạ lắm mấy cha ơi, cha Anh đưa với cái quán to hơi là to Ý tôi nói là trong quán có mấy em mà có cặp bưởi to to ấy Vừa đặt mông xuống bàn Ông chỉ vào mặt tôi bảo là Thằng quân mày là đứa hiền nhất phòng mình, rửa mắt rửa tay đi em trước khi mày về là rễ của nhà anh ơi trời ơi trên là mệnh lệnh của sếp còn dưới là em người yêu mà cũng là em gái sếp rồi tôi phải làm sao bây giờ mà ngặt cái ông gọi hai con đào nó ăn mặt trống trước hở sâu đưa hai cái trái bưởi da xanh nơ nớ nhìn như quái thú ba đầu kiểu gì nó cũng nhai đầu tôi thôi tới khúc này rồi tôi mới nghĩ ra kế bẩn bảo em người yêu nhắn tin cho anh sếp bảo là đang bệnh nên nhờ tôi về sớm mua thuốc cho em gấp thế là thoát kiếp nạn thứ một luôn mấy cha Tương truyền có kiếp nặng một, ác sẽ có kiếp nặng hai nữa nha quý vị. Bữa đó sếp mời về nhà anh ấy nhậu, tôi cũng không phải là người giỏi nấu nướng, nên ở nhà cũng học lỡm YouTube vài món bỏ túi. Tới nhà định sắn tay áo vào bếp trổ tài thì anh bảo, mày cứ vậy, đàn ông gì mà cắm mặt vô bếp, lên bàn trên nhậu cho anh. Việc đó có con hoa nó làm rồi, lại là lệnh sếp tôi đâu có dám cãi. Thế là lên bàn thay á tôi chầm ê giả bộ không biết nhậu thì tôi càng quét hết luôn mấy cha từ anh chú cho đến xếp gục tại chỗ ai nhậu lại tôi xin lỗi tôi dân cà mau thứ thiệt dòng ba cái bia bọt lúa mạch heo thì này nhầm nhòi gì trời quê tôi là cứ rượu rắn rết chuối hộp này nọ nói chung là toàn rượu mạnh thế là cả nhà gục mặt tôi và dọn dẹp đâu đó ổn thỏa nấu mấy món giải rửa rượu cho cả nhà xong rồi tôi về kết quả tôi được cộng điểm bự trà bá luôn nha mấy tèo Thế là ở nhà em tôi cứ một người hùng mấy mọi người Nhưng mà ngày vui trôi qua nhanh mà ngày buồn lại mau đến Tôi là đứa được việc lại chịu lăn xả Nên theo kế hoạch của cấp trên tôi được phân công ra Hà Nội để giữ chức giám đốc chi nhánh ngân hàng ngoài đó còn gì vui hơn tin đấy nữa bao năm một thân một mình ở đất sài gòn tôi chịu biết bao nhiêu vất vả mới vươn lên được vị trí như ngày hôm nay cơ hội quá tuyệt vời đến với mình chả nhẽ nào mà tôi lại từ chối như nghĩ đến em người yêu những ngày yêu xa em chịu bao nhiêu thiệt thòi có khi phải dùng cả thanh xuân để chờ đợi tôi cơ đấy thế nên là sau bao đắn đo tôi quyết định ở lại sài gòn và kết hôn cùng với em ngày tôi cưới anh sếp cầm tay em gái trao cho tôi và trực rào nước mắt anh bảo bố mẹ anh mất sớm chỉ có mỗi đứa em gái này Anh giao hoa cho mày mong rằng hai đứa sẽ nắm tay nhau đến lúc râu tóc bạc phơ nghe chưa Anh còn tử tế mua cả căn hộ cho hai đứa Sổ đỏ là tôi đứng tên luôn Hưởng tuần trăng mật xong vừa đi làm lại là mua hẳn xe ô tô nữa Anh còn đưa KPI năm sau Nếu công chúa hoặc hoàng tử ra đời Chắc chắn vợ chồng tôi sẽ tậu được sổ đỏ Giờ phải cày thôi mọi người Cày ngày cày đêm thôi đúng không Để tao kể cho chúng mày nghe chuyện này công ty tao á, làm về cơ khí toàn mấy thằng được rửa với máy móc mà lâu lâu mới thấy cái bóng dáng phụ nữ đếm trên đầu ngón tay cũng không hết trộm vía cái dạo trước công ty mới tuyển được con bé nhân viên tạp vụ phải nói là người như bước ra từ mấy bộ phim kiểu ông chủ và cô giúp việc may mắn á, đàn ông trong công ty cứ gọi là mắt sáng rỡ như bắt được vàng con bé tên là hồng người thì vừa xinh xắn dáng chuẩn lại khéo mồm nên anh em kỹ thuật nhà tao cứ đứa nào đứa nấy rình rập cơ hội tiếp cận mà cay cái, cái là hồng chẳng thèm quan tâm đến mấy thằng dẻo mồm ấy thế mà cuối cùng thằng Nam, cái thằng mà kỹ thuật điển trai nhất nhì công ty nhưng mà ít nói lầm lì, lại lọt vào mắt xanh của Hồng. Cái chuyện này bọn tao biết từ lâu rồi, nhưng mà cứ mặc kệ thôi, Nam vốn có vợ con đề huề. Lại sống cũng được lòng anh em lắm, ai ngờ đâu nó dính vô con Hồng thành ra chuyện lằng nhằng. Bọn tao chỉ ngồi nhìn chứ không có dám xen vô, vì nghĩ chắc là cũng chỉ là vui vẻ qua đường thôi. Nhưng mà thằng Nam nó điên, hay nói đúng hơn là nó bị con Hồng dắt mũi. Con Hồng chẳng phải là loại vừa, nó một chân đạp hai thuyền, ngoài thằng Nam còn có một thằng khác mà đỉnh điểm là thằng Nam biết được, ghen điên cuồng nó đết quan tâm, quyết tâm đi rình con Hồng xem nó hú hí với ai. Rồi cái đêm đó thằng Nam theo dõi con Hồng đến một chỗ vắng, nhưng đời không như là mơ, nó rình mà lại không cẩn thận trượt chân té lăn lóc đến mức phải nhập viện, nằm bất động luôn. Nhưng lạ cái đúng là trực giác của phụ nữ hay sao vợ thằng Nam biết tin chồng bị tai nạn, cái gặn hỏi tụi tao cho bằng được, nhưng cái bà đấy hỏi là chuyện thằng Nam ngoại tình thôi, chứ chả đá động gì tới vụ tai nạn cả. Trong công ty cũng có mấy mống chị em không ưa con Hồng Được đà này mấy mẹ nó hú hí với nhau cả buổi sáng Sau đó tao thấy bà ấy bùng nổ Hôm đó bảy mò đến công ty, làm ầm lên giữa giờ làm, công ty cơ khí toàn tiếng ồn, mà bảy ấy hét có hả, còn ác hơn cả tiếng máy móc, cứ như là cái loa phóng thanh vậy đó. Bảy ấy chửi từ chồng đến con Hồng, không chừa một ai, nhưng mà con Hồng có phải là loại ăn chay đâu, quay lại đấu khẩu với vợ thằng Nam, đấu khẩu được lúc hai con mụ đó lôi nhau vào nắm tóc cả bọn tao phải can lắm mới kéo ra được. Đúng là lúc đàn bà nổi điên Không có khác gì con sư tử Cả bọn lúc đó phải năm sáu thằng đàn ông Mới lôi nổi hai con mụ này tách ra được Tao không thể ngờ là con hồng này nó bản lĩnh như vậy Thằng nam nằm viện nó chắc còn đết Biết vợ với bộ cũ đánh nhau tơi bởi công ty Rốt cuộc thì sao Vợ thằng nam lôi cổ nó về cho nó nằm nhà mà dưỡng thương Nghe đâu còn hứa sẽ trả thù con hồng ra trò Con hồng thì hôm sau cũng nghỉ việc luôn nghe đồn là nó chạy sang chỗ khác làm ăn. Sau cái ngày thằng Nam nằm viện, tưởng đâu mọi chuyện sẽ lắng xuống. Ai ngờ đâu lại là khởi đầu cho một vỡ kịch còn gây cấn hơn. Vợ thằng Nam phải nói là chị ấy không phải dặn vừa. Sau khi chửi rủa làm loạn ở công ty, bà ấy chẳng dừng lại ở đó đâu. Nghe đồn chị ấy âm thầm tìm hiểu mọi thứ về con Hồng. Từ chỗ ở cho đến những nơi con này hay lui tới. Và rồi cái chuyện ta không ngờ tới đã xảy ra. Vào một buổi sáng đẹp trời, tao đang đi trên đường đi làm thì thấy đám đông bu đầy ngoài phố ta tò mò lách vô xem thử đúng là con hồng nó đang bị mấy bà cô mấy chị gì đó túm tóc lôi sền sệt ra giữa đường cả đám xúm lại người túm tay người lôi chân hét toáng lên con này nó cướp chồng người ta chưa kịp hoàng hồn tao nhìn thấy vợ thằng nam đứng đó điềm nhiên mà quay phim lại cảnh giả cắm chim này mà cũng đúng nó bỏ bê vợ con theo con hồng để rồi bị con hồng cắm cho cái sừng cao một m bảy mươi hai không cây cũng uổng không chỉ có vậy tao còn thấy mấy cái poster dán đầy quanh đấy rõ ràng là ảnh con hồng với mấy dòng chữ to tướng đây là con hồng chuyên cướp chồng người khác coi chừng kẻo nhà mình cũng bị nó phá nhìn mà rùng mình đúng là sự trả thù của đàn bà con hồng thì làm gì có cửa chống cự. Cử. Nó bị tác động vật lý với ôm đầu khóc lóc giữa đường, mặt mũi bầm dập mà cũng chẳng ai thèm can ngăn. Tao chỉ đứng đó, cảm thấy thật thê thảm, nhưng mà cũng chẳng dám nhảy vào. Cái bọn tao gọi là xem cho biết, chứ dính vô rồi lại khổ thân. Còn vì thằng Nam, nghe đâu lúc xuất viện vẫn còn u mê con Hồng lắm. Vợ nó trả đũa rầm rộ vậy nó không hề hấn gì. Còn đứng ra bên con Hồng, nghe nói phong phanh thằng này về nhà còn đòi ly dị vợ để theo con Hồng. Nghĩ cũng lạ thiệt, vợ nó khổ cực vì yêu nó. Yêu thương nói đến vậy mà thằng này vẫn đâm đầu vô. Thằng này thường ngày thấy lầm lì ít nói, không ngờ khi yêu đúng là điên cuồng đã bảo khách nhà mình rồi, nhập đồ buôn bán đồ nướng thì order đừng có ngựa bà. Tự nhiên order cái bill 50 triệu cho đã cái nư, giờ đem đổi trả thì ai duyệt cho mà năng nỉ xong lườm liếc đi phốt. Ngốc nghếch nết ngu mà bày đặt làm chủ. Em tên là Nguyệt, đang làm chủ doanh nghiệp một sạp hàng chuyên cung cấp thực phẩm cho mối làm đồ nhậu thịt nướng. Nói chung khách chuyển tiền đúng hạn là em yêu rồi Nhưng mà ngoài trường hợp thằng Khứa Sơn Lê Chuyên gia mua đồ mà đá lông nheo các kiểu với em á, Em ghim suốt đời Nhà em á, thì chỉ cung cấp rau sạch và thịt heo Còn mấy thứ khác thì vui lòng đi nơi khác kiếm Em dán một cái biển to đùng ở trước quầy đó Và thằng cha đi với vợ thì im tin thích Vợ dứt răng cái phát là Đang lên giá rau mà em chưa kịp cập nhật tin tức à lên một tí đi em, còn có tiền lời nuôi bản thân chứ đừng có dính vào à. sugar gợi đích đi như trên mạng. Anh thích em nên nhắc em chút, anh thích mấy cô dễ thương trong lành như em lắm. Là sao má? Ý là giá lên nhưng vốn em vẫn để một con số em giữ chân khách và có lợi ích đủ nuôi em là được. Em buôn bán hàng sĩ nữa mắc cái gì, ông nhắc em mấy chị. Nhắc thì mở mồm thôi mắc gì mở dây cái quần chi vậy mấy má, làm chuyện khó coi quá à. em nhanh tay vỗ cho một phát vào tay kiểu lực mạnh á, nên dính vào thằng nhỏ luôn, này thì buốt má, này thì dễ thương như em nể chị vợ dễ thương còn mối ruột lâu năm chứ thằng cha này phải dùng thùng xốp mới trị được bị em quánh nên anh sơn lê hơi quê đi cà nhắc cà nhắc về chắc ghim trong lòng bình thường là chị vợ order hàng cho em đợt này chuyển trời hay sao ổng nhắn cho em là nhà anh giàu anh thích những thực phẩm tốt nhất cho khách hàng sử dụng anh đưa đồ hơi khó kiếm em kiếm giúp anh kịp ba ngày thì anh gửi thêm bốn triệu uống nước gửi tin nhắn đã thấy chướng rồi rồi mắc cái gì gửi tin nhắn qua số tài khoản còn bonus cho em là tiền này anh gửi em ăn uống trước, khó khăn gì thì cứ nói anh gửi thêm, tối anh gửi em đồ cần nhập nha. Vợ ở nhà thì cày bù đầu bù cổ, chồng chuyển khoản cho gái ăn uống chỉ vì sĩ diện. Em chụp gửi qua cho chị vợ, báo là sẽ trừ tiền vào cọc, hình như chị ấy bận nên không trả lời. Tới tối thì ổng nhắn cái list, em kiếm giúp anh 20kg tôm hùm xanh nhỏ, loại một triệu rưỡi một ký nha em. Còn không thì lấy anh tôm sú như cũ đi, thịt heo anh tính đổi món thành bò wagyu, giác vàng bên trên á em kiếm được thì cân ký như thịt heo bình thường rau anh muốn đổi ra lách cuộn tím 200 trăm ký không có em đổi anh xà lách đà lạt cũng tạm chấp nhận được nắm á, anh muốn nắp chấp uh, phồ tính bằng đô la úc á em để thu hút khánh nồng vị hơn xương xương vậy thôi xuất hóa đơn đỏ cho anh nha bé đọc tin nhắn mà niệm cái tiệm lề đường chính quyền nào duyệt mà xuất qua đơn đỏ kiếp nạn em với ông này phải cơm bát ngay tại đây thôi chứ ngó anh sộn lào mà em khó chịu vô cùng em chơi tới bến lấy vốn khoảng năm dục cũ để mua đồ ông yêu cầu em mua đủ không thiếu bất cứ món gì đời số hóa đơn đỏ em làm một lít sản phẩm và tiền có chữ ký chủ sản xuất luôn Em gom xong qua thẳng quán để giao hàng Chị vợ nhìn em kiểu bất ngờ Em nói thẳng với chị Dạ đợt này trộm vía Anh chị buôn bay bán đắt Lấy hàng bên em giá trị lớn nên em đem qua luôn Em gửi chị hóa đơn bao gồm tất cả đồ anh nhà yêu cầu là 52 triệu 200 Em gửi bản hóa đơn được chính chủ ký xác nhận giá cả Chị cần thì em công chứng luôn cho vừa lòng anh nhà không khí sượng trân liền bình thường nhận hàng là thằng cha sơn lê bê hàng vào kiểm tra đó là do em gọi người chứ giờ em tới thẳng quán thì cửa gì tới lượt ổng chị vợ mất hồn luôn bà ấy có cãi nhưng không đáng kể em gửi bằng chứng tin nhắn cho chị còn lướt lên mấy cái tin nhắn gạ gẫm phía trên anh sơn lê trốn không khỏi nắng cãi cùng anh chỉ order giỡn thôi em làm nghề mà không biết phân biệt thứ mà khách cần hả Mỏ hổn hổng may qua con này nha Em mới đáp lại Nhu cầu của khách em ưu tiên Anh order cần gì em nhập gì hết cho anh rồi Anh đem kinh doanh ra giỡn thì đừng có làm chủ nữa Bí văn cãi lộn rồi chị vợ mới bảo em về đi Để chị chuyển khoản cho Mới bước ra khỏi quán một tí Là chị chửi ao ao với mặt chồng Nói vô dụng không có ốc thì đừng có cản chân người khác Có vợ có con đề huề đú đớn gái gú Cho ăn hải sản chứ ăn shit đâu mà ngu dữ vậy Sĩ diện với gái thì tự đi kiếm tiền mà sĩ Đừng có hại đời chị vợ với mấy đứa con chửi mà người đi đường quay qua nhìn mới ghê chứ Chị ấy còn đi đường quyền vài chiêu vào mặt các kiểu nữa Vừa lòng hả dạ em lắm Lúc qua thanh toán tiền mặt cho em Thì mặt mũi tóc tai áo quần tơi tả Còn lườm liếc kêu á, coi chừng ổng nữa Ổng thề không bao giờ lấy mối của em Chắc thiếu một mối em chết đói hay sao á Đuổi khách Thấy mọi người hay bảo chị chị em em thân nhau đến mấy thì khi đụng đến trai cũng trở mặt nhau thôi. Mà sao đến lượt mình với con bạn thân thì nó lạ lắm mọi người. Chuyện là mình có con bạn thân tên là Ngọc Ánh, tụi mình học chung từ hồi cấp 1, thân nhau từ năm cấp 2. Đến bây giờ là gần 10 năm rồi, mình và nó đúng kiểu đôi bạn cùng tiếng, lúc nào cũng bảo ban nhau thi đua học hành. Tụi mình luôn nằm trong thớp 10 của lớp, khi tốt nghiệp thì tụi mình thi vào chung trường, học chung lớp ở chung trọ. Đúng kiểu Quỳnh Anh, Ngọc Ánh chúng mình có nhau tụi mình còn có chung sở thích nghe nhạc đọc sách gu thời trang và ẩm thực cũng giống nhau nhiều lúc tụi mình còn mong đối phương là con trai để yêu nhau luôn cho rồi nó hay đùa với mình là vợ tao với mày cái gì cũng hợp nhau không khéo mai mốt gu bạn trai cũng giống nhau quá nói chơi thế mà thành thật lên năm hai thì tụi mình chung một anh học báo khóa trên ổng tên quân đẹp trai học giỏi hôm văn nghệ của trường thấy ổng vừa ôm guitar vừa hát trên sân khấu thế là mình say nắng luôn crush ổng đâu gần một tháng thì mình mới kể cho con ánh bảo là anh ơi tao thích anh quân khóa trên á giờ nên theo đuổi không mày vừa nghe mình nói xong thì nó trố mắt ra hỏi ngược lại mình thật hay đùa xong thấy mình khẳng định chắc nịch thì nó ôm đầu bảo thôi toàn mẹ rồi tao cũng tương tư anh đấy cả tháng này rồi thế giờ tao với mày là tình địch à lúc này đầu mình đã nhảy số bảy bảy bốn chín kịch bản chị em vì giành trai rồi đấy ai ngờ con ánh đề nghị với mình là giờ tao với mày cạnh tranh công bằng nha không được phá bệnh nói xấu nhau ai tỏ tình được anh quân thì đứa kia phải rút lui mình thấy hợp lý quá nên là ok nói chung hai đứa mình theo đuổi Chris y như hai con dở suốt ngày kiếm cớ nhờ chris làm cái này giúp cái kia mình thì nhờ ổng dạy chơi đàn con ánh thì nhờ ổng chỉ bài tập hai đứa thay phiên nhau bốc lột thời gian và công sức của chris có hôm con ánh bảo mình là tối nay khỏi nấu cơm phần nó vì tối nay nó định hẹn chris đi ăn thế là mình cũng bảo ơ thế hả Tao cũng vừa hẹn ông Quân đi xem phim lúc nãy luôn, mà ổng chưa rép nữa con ánh nghe xong thì suy nghĩ một lúc xong bảo mình ờ mày hẹn trước nhường mày tao hẹn ống lần sau cũng được Thế tối đó hai đứa đi xem phim về, vẫn thấy con ánh nấu cơm cho mình, nghĩ lại thấy mình có con bạn thân tốt phải. Theo đuổi ông kia được 3 tháng thì mình và con ánh đều quyết định tỏ tình. Tụi mình cũng thỏa thuận, dù kết quả thế nào vẫn là bạn tốt, mặc dù trong lòng hai đứa đều biết, lúc đó chắc sẽ khó thân như ban đầu. Mình tỏ tình mà mãi trong lòng cũng vướng mắt lắm, sợ có bộ thì mất bạn. Nhưng mà hên mấy má ơi, mình tỏ tình thất bại, mà con ánh cũng tạch luôn. Hai đứa thất tình mà kiểu vui như trảy hội, mình và nói dắt nhau đi nhậu để ăn mừng vì tỏ tình thất bại. Hai đứa vừa nóc bia vừa kể mấy cái chuyện vô tri lúc theo đuổi Chris, nó kể nó giấu hết giấy trong toilet trường xong canh Chris đi ẻ để xuất hiện đưa giấy, giống kiểu mỹ nhân cứu anh hùng, còn mình thì kể làm bánh ngọt tặng Chris. Nhưng lại bỏ muối thay vị đường. Nghe xong hai đứa cười phá lên khỉa nhau kiểu may mộng quân thoát khỏi hai đứa mình. Sau hôm đó, mình với con Ánh vẫn thân nhau bình thường. Cũng phải một thời gian sau thì tụi mình mới có crush mới. Mà hài lắm lúc kể về crush mới cho nhau nghe thì lại trùng tên trùng họ trùng cả năm sinh. Thậm chí là trùng luôn địa chỉ nhà cứ tưởng là lại dính chung kèo rồi ai về sau khi soi mối đầu với profile lẫn gia phả của Chris thì biết hai ổng là anh em sinh đôi. Bá tưởng đầu kịch bản cũ lặp lại không á. Lần này mình với con ánh hỗ trợ nhau theo đuổi hai anh em nhà kia hết mình. Mình thì dạy nó làm bánh để tặng sinh nhật ông kia. Nó thì dùng văn chương lai láng của nó để phụ mình tán ông anh còn lại. Cuối cùng sau hai tháng tụi mình cũng thành công đem hai ông về làm bộ má hài xỉu. Thế là lại Quỳnh Anh Ngọc Ánh chúng mình có nhau. Giờ sau này về làm dâu chung một nhà nữa là perfect luôn á mấy má. Bạn như này đáng đồng tiền bắt gạo quá Con đừng có nói dối mẹ Tiền tháng trước nhà gửi lên cho con có được bao nhiêu Lấy đâu ra tìm mà Cho bạn vay mượn Con đừng có lo lắng chuyện tiền bạc Tập trung học hành đi Để bố mẹ lo cho Sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành Em đã quen dần với những cơn bão lũ thường xuyên càng quét Cuốn theo bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân quê mình Đến bây giờ, ngay cả khi đã rời xa cái xứ quê đấy, lên thành phố để theo đuổi giấc mơ đại học, nỗi đau đớn về quê hương, về căn nhà lụp sụp của ba mẹ vẫn không ngừng ám ảnh em, ngay cả trong giấc ngủ. Và đến hôm qua, khi cơn gió mùa xe lạnh thổi qua cửa sổ phòng trọ, em lại thấy lòng mình triểu nặng, tiện trọ đến hạn phải đóng, mà trong ví chỉ còn vài tờ bạc lẻ. Rốt cuộc thì suy đi tính lại, em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gọi điện về nhà xin tiền. Chờ mẹ em bắt máy, xong em cũng sớm nhận ra dù giọng bà vẫn ấm áp như mọi lần thì ẩn sâu trong đó có một chút mệt mỏi phải cố gắng lắm em mới có thể giữ cho giọng mình bình thường dù cảm giác ấy nấy cứ dâng lên trong lòng mẹ ơi bữa nay đến ngày đóng tiền trọ rồi mẹ gửi tiền cho con với nha phải mất đến cả phút mẹ em vẫn giữ im lặng xong bà mới nhẹ nhàng nói ừ mẹ biết rồi mẹ đang tính bán ít lúa để gửi cho con mà nay mưa lũ lúa không có phơi được để mẹ qua nhà bác hùng mượn ít tiền rồi gửi cho con nghe mẹ nói như vậy tim em đã thật sự thắt lại nói cho cùng thì lớn đến bằng này em không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ nữa mọi người ạ à. nhất là khi ở quê vẫn còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học cân nhắc lại mọi thứ em quyết định nói dối bố mẹ một phen mẹ ơi con chợt nhớ ra tháng trước con cho đứa bạn cùng lớp mượn tiền Giờ nó trả thì cũng coi như là đủ tiền đóng trọ rồi Mẹ không phải gửi cho con nữa đâu nha Nhưng có lẽ là em nói dối tệ quá hay sao á Mẹ thở dài bảo em Con đừng có nói dối mẹ Tiền tháng trước nhà gửi lên Con có được bao nhiêu đâu Lấy đâu ra tiền mà cho bạn mượn Con đừng có lo lắng chuyện tiền bạc Tập trung học hành đi Để bố mẹ lo cho Thôi mẹ phải làm việc đây Nói chuyện với con sau nha nói rồi mẹ cướp máy. Tuy là chuyện tiền nông đã được giải quyết, nhưng trong lòng em vẫn còn vương vấn bao nhiêu nỗi lo lắng không nguôi. Em biết mỗi đồng tiền gửi lên cho em đều là mồ hôi nước mắt của bố mẹ, là những ngày tháng vất vả làm ruộng, là những đêm mẹ thức trắng đang rổ kiếm từng đồng tiền lẻ. Đau đớn lắm mọi người ạ. À. Khi mà bố em giờ đã có tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi. Còn mẹ, bà chỉ quanh quẩn với mấy xào ruộng, đôi lúc lại phải đi làm thuê cho người ta để kiếm thêm tiền. Cuộc sống gia đình em chưa bao giờ dễ dàng nhưng bố mẹ vẫn cố gắng hết sức để em được học hành tử tế, nghĩ đến sự hy sinh của họ để em có thể bước chân vào giảng đường đại học. Em lại không thể ngừng tự trách mình Đó là chưa kể sau em còn đứa em đang học lớp 3 Bao nhiêu khoản tiền phải lo cho nó nữa Lắm lúc quẩn quá em đã nghĩ đến việc bỏ học đi làm kiếm tiền Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Giấc mơ của bố mẹ về một tương lai tươi sáng hơn cho em sẽ tan biến Tối hôm đó em không ngủ được, cứ nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ vẩn vơ, mỗi lần nhắm mắt em lại nghe vang vọng tiếng mẹ nói, con lo học đi nha, mẹ sẽ lo mọi thứ ở nhà, nhưng làm sao em có thể chỉ tập trung vào việc học khi mà từng ngày trôi qua, nỗi lo về tiền bạc cứ đè nặng lên vai. Em không muốn mỗi tháng phải gọi điện xin tiền. Không muốn nhìn thấy bố mẹ lo lắng từng ngày. Cho đến hôm nay khi em đang ngồi lướt qua những thông báo tuyển dụng trên mạng thì mẹ bỗng gọi điện báo tin dữ, con ơi, mẹ vừa nói chuyện với bố, chắc là mẹ sẽ bán cái nhà mình lấy tiền lo cho con học đến khi xong đại học, bố mẹ sẽ chuyển đến ở nhà bà ngoại tạm thời. Nghe đến đây tim em như bị ai bớt nghẹt. Ngôi nhà ấy là nơi em lớn lên, nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của gia đình. Em không thể để bố mẹ bán đi ngôi nhà đó, chỉ vì mình nên đã cầu xin mẹ đừng bán nhà. Nói với bố mẹ em sẽ đi làm Sẽ kiếm tiền Nhưng mà bà vẫn rất nhất quyết Không được Con còn cả tương lai phía trước Bỏ học thì khác nào tự đóng đi đến cửa cánh cửa đấy Tự tước đi tương lai của mình hả con Mọi người không biết em đã cố gắng cắn chặt môi Cố gắng kiềm chế cảm xúc đến cỡ nào đâu Làm sao em có thể để bố mẹ hy sinh đến mức đó vì mình Em biết rằng Dù em quyết định thế nào Bố mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ Nhưng liệu em có thể sống và thấy hạnh phúc Khi bố mẹ chẳng còn nhà để ở sao Em đang rất đắn đo, hình như đây là tín hiệu cho việc giấc mơ đại học của em có lẽ nên khép lại rồi đúng không mọi người? Dù giấc mơ ấy quá đẹp, nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn cho một con người như em có thể với tới. Chuyện bắt đầu từ lúc tao với người yêu đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất yêu nhau hơn một năm mọi thứ đều suôn sẻ gia đình tao cũng quý thằng này lắm tao cứ nghĩ là mọi chuyện êm xuôi nhưng rồi một ngày con tình cũ của hắn con mà tao nghe nói là yêu từ thời đại học đó chia tay lâu rồi mà vẫn bám tiếu như con đĩa đói đột nhiên xuất hiện lúc đầu tao nhịn tao nghĩ là người yêu mình thương mình thật lòng chắc không bị con này ảnh hưởng đâu nhưng rồi con đó bắt đầu chuyển mục tiêu nó nhắn tin thẳng cho tao mà cái kiểu nhắn tin mày nghe cũng muốn điên nha chúc mừng em em đã húp lại bãi nước bọt của chị rồi đấy tao đọc mà vừa bực vừa buồn cười không hiểu nó nghĩ gì trong đầu mà nhắn mấy câu vậy nhưng mà tao vẫn còn lịch sự đáp lại nhẹ nhàng ồ cảm ơn đã hớt hết bọt bẩn ở trên giùm tao nha nên giờ nồi nước lèo mới trong với ngon vậy nè tao nghĩ trả lời thế là đủ sắc bén rồi nó chắc sẽ tự biết điều mà im lặng nhưng không mày biết đấy cái loại như nó thì đâu có dễ bỏ qua nó còn nhắn thêm chỉ mong em giữ kỹ kẻo lại mất cái thì tiếc lắm đến đây tôi thật sự không thể nhịn được nữa Tao ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với người yêu Tao bảo mày xử lý đi Đừng có để tao phải ra tay Người yêu tao thì kiểu là người không có thích phiền phức Cứ bảo tao đừng có quan tâm kiểu kệ Nó không có đáng để ý đâu Nhưng tao biết để yên cho con này lộng hành Thì chẳng sớm thì muộn nó cũng gây thêm chuyện Nhưng rồi tao bắt đầu thấy sự thay đổi từ phía thằng người yêu Nó bắt đầu có những biểu hiện lạ Ít nhắn tin hay tìm cớ tránh mặt tao Đặc biệt là luôn giấu điện thoại mỗi khi tao ở gần Tao bắt đầu nghi ngờ một tối nọ tao quyết định kiểm tra điện thoại của hắn khi hắn đang ngủ say và đúng như trực giác của tao. Hắn vẫn đang lén lút qua lại với con tình cũ đó. Những tin nhắn ngọt ngào, những cuộc hẹn hò bí mật sau lưng tao, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Nhưng mà tao vẫn bình tĩnh. Tao nghĩ nếu lúc đó mà tao làm ầm lên, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Thế là tao tiếp tục theo dõi để tìm cách giải quyết một lần hai đứa. Chứ cái sừng này tao đổi nhức đầu lắm. Tao biết rõ rằng thằng người yêu tao là loại hay ghen, nên tao quyết định cái sừng này tao sẽ để lại cho nó. Còn con tình cũ kia thì sau nhiều lần stock của tao, tao được biết là nói là loại thiếu hơi đàn ông thì chỉ không có nổi. Loại đó thì cho nó miếng trai phong bạc là mua mắt ngay à. Này thì dễ giải quyết rồi. Tao nhờ một người bạn khác tán tỉnh con tình cũ kia, rồi khi nó đau xa vào lưới, bạn tao sẽ bỏ rơi nó một cách không thương tiếc. Đúng như tao dự đoán, con đó dễ dàng bị thu hút và nhanh chóng dính vô bẫy. Khi nó tưởng rằng mình đã tìm được chân ái đời mình, nó nhả thằng người yêu tao ra. Dạo đó tao thấy người yêu tao có vẻ tình cảm với tao lắm, nhưng mà khỏi đi, tao giải quyết con tình đầu xong là tới mày đó sau khi thấy con tình đầu u mê bạn tao lắm rồi tao kêu bạn tao rút lui đi để nó lại trong sự rối loạn và bẻ bàng sau đó tao bắt đầu tiếp cận một người bạn mà tao biết là thằng người yêu tao rất ghét chúng tao hẹn họ vài lần chỉ để chụp những bức ảnh thân mật rồi cố tình để nó nhìn thấy tao cũng nhắn tin cười đùa với cậu bạn đó một cách công khai làm như vô tình để hắn biết á không lâu sau tao nhận thấy người yêu tao bắt đầu nghi ngờ và ghen tuông, dù miệng vẫn bảo rằng không có gì, trong khi đó người yêu tao càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh, hắn cố gắng kiểm soát tao, tra hỏi về mối quan hệ giữa tao với cậu bạn kia, nhưng tao chỉ cười nhạt không thèm giải thích, tao muốn hắn hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn như thế nào. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn nổi điên và chất vấn tao về mọi thứ, tao không nhịn được nữa, nói rõ cho hắn biết rằng tao đã biết hết về chuyện hắn và con tình cũ rồi, và tao chỉ trả đũa lại hắn mà thôi hắn đứng đơ ra không nói được lời nào ta quyết định cắt đứt tất cả bỏ lại hắn trong sự hối hận và bối rối còn con tình cũ kia, sau khi bị bạn tao bỏ rơi, thì vẫn đang năn nỉ bạn tao quay lại với nó nè. Tao thấy cũng tội nên kêu bạn tao chặn luôn đi, cho nó khỏi hy vọng nữa. Tao thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã lấy lại được sự tự trọng và không còn phải chịu đựng sự phản bội nữa. Giờ thì hai đứa nó có quay lại, chắc tao cũng chúc mừng, đỡ làm khổ người khác. Do tao cũng dạng cứng lòng, chứ gặp bạn nữ nào mà yếu đuối ha, thiếu tình cảm, chắc bị hai đứa đó quay vòng cả đời. Nhưng mà sau tất cả, tao vẫn tự hỏi, liệu việc trả đũa như vậy có quá tàn nhẫn hay không? Hôm nay mình được nghỉ, mẹ nhờ mình đưa về quê chơi. Nghe nói hôm nay anh họ nhà bác dẫn người yêu về ra mắt. Mẹ mình bảo chị này hình như là cô thứ bảy được đưa về trong năm nay rồi. Lúc hai mẹ con về tới nơi, cơm nước đã bày biển xong hết. Mình le te cầm chổi đi quét sân, vừa hóng chuyện người lớn bàn tán, vừa cho đỡ ngại. Ai à, chứ bắt gái nhà mình đáng sợ lắm, cứ thế mà phát người vào ngồi ăn cơm mới chắc lát nữa được nguyên bài ca công dung ngôn hạnh trắng miệng mất. Được tầm nửa tiếng thì anh họ mình cùng người yêu mới xuất hiện. Chị này mình đánh giá là xinh hơn mấy chị trước đây từng gặp, dáng đẹp, da đẹp, mặt hiền hậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng nói chung là duyệt. Mẹ mình cũng khen anh chọn người yêu khéo. Sau màn chào hỏi, cả nhà vui vẻ vào bàn ăn. Nhà bác là tất cả ba mâm cơm. Mình ngồi cùng mấy chị dâu và đám trẻ nhỏ. Cơm hôm nay do chị dâu trưởng đứng bếp, nhìn ngon mắt thôi rồi. Quê mình là thành phố biển mà, hải sản tất nhiên không thiếu. Tuy nhiên mỗi mâm đều có một đĩa cá mè sốt nguyên con, là mình cứ lăn tăng. Mình kéo áo mẹ đang ngồi ngay mâm bên cạnh cúi đầu hỏi nhỏ. Mẹ ơi, sau đây mời cơm khách mà lại nấu cá mè, toàn xương, ăn hốc thì sao? Mẹ mình cười nhếch môi, gõ tráng mình mắng, đúng trẻ con không biết gì. Lát nữa đừng có động đũa vào đĩa cá đấy, không có ai ép con ăn đâu. Mình bị gõ thì nhăn nhó ôm trán, quyết định tránh xa đĩa cá mè ra. Cá mè toàn xương là xương, ăn không khéo hốc quá thì xấu hổ chết mất. Đang lúc mình giúp bà chị bên cạnh cho cháu ăn cháo, tiếng the thế của dì mình vang lên từ mâm bên kia. Ui, không ai gỡ cá như thế đâu. Cả nhà im lặng, đổ dồn có mắt về phía bên đấy. Mình thấy chị người yêu của anh họ ngồi đối diện với dì, ngại ngùng cầm đôi đũa không biết nên đặt ở đâu. Trước mặt chị ấy là đĩa cá mè chưa ai động đũa, ôi trời để đó anh gỡ cho anh họ mình nhanh trí giải vây vừa nhanh tay lật cá vừa vỗ lưng an ủi người yêu kết quả anh bị bác gái lườm cháy mắt bác đập cái đũa của anh sang một bên thấp giọng mắng cá này ai cho anh ăn bỏ đũa ra ăn cái khác chị dâu cả ghé tay mình thì thầm lại cái bài này chị biết ngay bảo sao mới sáng ra đã mang cá về kêu chị làm rồi mấy con cá mẹ này để làm gì vậy chị mình tò mò hỏi để thử người yêu của con trai chứ làm gì nữa chị ấy cười nhăn nhở để chị nói cho em nghe em về nhà người yêu ra mắt bạn thấy cá nguyên con tốt nhất là em đừng có ăn Lỡ người ta có mời thì cũng đợi có người ăn trước rồi hãy ăn sau Không được ăn phần bụng, phần u, phần nạc Không được gấp cả miếng to Nếu thấy xương, thấy vây thì chủ động nhặt ra cho người khác dễ ăn Không được lật thân cá lên Mà tốt nhất là ăn phần đầu, phần đuôi Ăn thì ăn cẩn thận Đừng có để hốc xương, mất hết điểm Mình cạn lời Chị học mấy cái nguyên tắc này ở đâu vậy? Mẹ em không dạy em à? Chị ngạc nhiên nói mình khó hiểu, mẹ em có nói Nhưng mà đó là chuyện từ hồi sữa hồi xưa rồi Giờ ai đâu còn bày ra mấy trò hành xác đấy nữa chị dâu thở hắt ra thế mà nhà mình vẫn bày ra đấy các chị khác cũng góp vui rồi cười ầm lên mình quay lại xem mâm bên kia thấy vẫn chưa ai động đĩa mặt bác gái thì cứ sụ xuống mẹ mình bảo thôi chắc lại tạch rồi mấy chị trước đó anh họ đưa về cũng đều bị chê vì không khéo léo không biết ăn cá mè đấy thời nào rồi mà còn làm khó con dâu vậy chứ khổ ra anh họ mình năm nay cũng 30 rồi cứ kiểu này hết có khi còn ế và dài dài Tạch cũng tốt, tha cho con gái nhà người ta còn đi tìm gia đình khác dễ sống hơn. May mà bố mẹ mình thoáng tính, vậy con cũng nhẹ nhàng. Chứ sống với nhà bác cả từ bé chắc mình không lớn nổi mất. Ở quê mọi người có chiêu trò kỳ lạ nào để thử các cô gái về ra mắt như thế này không?